Cát Tường và diễn viên Tuyền Mập xin chào đón quý vị đến với chuyên mục Ghế Nóng. Thì chị nhấn cho chị Mập quá phải không? Dạ, Mập tốt chị, dạ Mập tốt. Và chị hỏi em nè, làm gì chuẩn bị quay Ghế Nóng mà thấy em nhìn có vẻ nó nóng quá vậy? À, dạ, vậy là đầu tiên Tuyền Mập xin gửi lời chào đến tất cả quý vị khán giả đang xem đài, à, cũng như chào chị Tường. Thật sự là nóng, cái đó là cái chung của những người mà có thân hình vạm vỡ như em rồi. Nhưng mà cái thứ hai nữa là em rất là nóng bởi vì em mới đi từ ngoài vô em nóng lắm. Đi ngoài sao mà đi nó nóng. Đây nè, ngày hôm nay em nói chị là mình quay về cái chuyên đề nào là mình phải làm, mình phải đi giống như đích mục sở thị vậy đó. À, trải nghiệm. Đúng rồi, mình phải trải nghiệm được. Là em đi xe buýt. Đúng, chính xác. Em lên xe buýt. Em đi từ nhà em đi lên đây bằng xe buýt. Em đã gây một cái sự trở ngại cho những người xung quanh. Tại sao? Em thấy ổn mà. Ổn không? Ổn. Vậy hả? Lâu lắm rồi, em nói luôn là em chia sẻ luôn là hình như là cũng hơn một chục năm rồi. Bởi vì á, em mà mập thì từ đó tới giờ em vẫn mập, ai cũng biết. Mập từ xưa tới giờ mà ngày trước á, thì đi xe buýt nó có nhiều cái trở ngại lắm. Thứ nhất á, là em bị mặc cảm như cái ngoại hình. Thứ hai á, là vì đi chỗ trả tiền hai chỗ. Nói chung là ngồi cũng không hai chỗ mà ngồi tràn qua cái ghế kế bên đó chứ. Hơn là cái ghế xe buýt nó là có những cái ghế đôi nha cưng. Dạ. Chứ nếu mà nó làm ghế mà từng cái là em không có vào vừa nha cưng. Hôm nào mà ngồi với người nào ốm ốm mà mừng, còn ngồi người nào mà cỡ như em là em đau lắm. Thua. Dạ, đau lắm. Rồi sao, nhưng mà bữa nay trải nghiệm lại thấy như thế nào? Nói chung là sau bao nhiêu năm gặp lại thì cũng vẫn là xe buýt. Thì đương nhiên xe buýt nó vẫn là xe buýt chứ không lẽ giờ xe buýt nó thành xe gì? Thì đúng rồi. Nhưng mà trên cái chiếc xe buýt nó như thế nào? Có cái gì thay đổi sau 10 năm không? Đầu tiên là em thấy một cái mà em thích là cái gì? Mát mẻ. Máy lạnh hả? Đúng rồi. Ngon lành. Ngon lành. Rồi, tốt. Và thứ hai nữa là vệ sinh từ ghế ngồi nè, tay cầm nè, ngay cả xung quanh không gian nội thất ngoại thất gì của xe buýt. Nói chung là khá hơn ngày xưa rất nhiều, đẹp. Có máy lạnh phà. Dạ. Có ghế ngồi đàng hoàng. À, hồi xưa cũng có ghế, nhưng mà con gái là cái ghế của hồi xưa ngồi nó không có đã ghế bây giờ. Xe này xe mới. Dạ đúng rồi. Rồi thứ hai nữa là tiếp theo nữa đó là cái vị trí ngồi á, nó thoáng đãng hơn ngày xưa. Ngày xưa là phải hai hàng ghế như vậy, rồi là ghế đôi mà ngồi đứng sát nhau. Còn bây giờ là có chỗ đơn, có chỗ đôi, nói chung là có chỗ cho những người ta đứng nữa, rất là thoải mái. Mà đặc biệt một cái tín hiệu rất là mừng là đối với những bạn mà có thân hình vạm vỡ như Tuyền mà hay bị mắc cái bệnh nhạy cảm á. Ngày xưa là em bị kỳ thị lắm chị, bị kỳ thị bằng ánh nhìn, tuy không ai nói gì mà cũng tự mắc cỡ. Đó là bước lên là người ta nhìn mình chằm chằm giống như một cái sinh vật lạ từ hành tinh khác rớt xuống. Nhưng mà bây giờ khác rồi. Chắc có lẽ là một phần là vì em cũng xinh đẹp. Tự tin. Thứ hai nữa là đối với những cái anh mà nhân viên hay mà chị nhân viên bây giờ, họ rất là lịch sự trong cái cách giao tiếp với mình, khác với ngày xưa nhiều lắm. Chị nghĩ là hồi xưa hồi nay gì cái ngoại hình của em đối với họ cũng không có quan trọng, nhưng mà tại vì hồi xưa đó là em chưa có vượt lên được chính mình nên em cảm thấy em mặc cảm, rồi em nhìn cả thế giới đang nhìn vô thấy em là một cái hành sinh vật lạ. Còn bây giờ em tự tin rồi, bây giờ em nổi tiếng rồi, đi đâu ai cũng biết Tuyền Mập rồi. Em bước lên sẽ biết một cách rất là đường đường chính chính, đi hiên ngang. Rồi em nghĩ rằng ồ, tôi đẹp. Không có. Vậy nè, cái cảm giác cái ánh nhìn là một cái ha. Còn một cái nữa, ngày trước đó là em nói chị, khi mà mình muốn dừng hoặc xuống trạm là mình phải nói trước với người ta. Mà chị biết em vậy, mà bữa nào mà xe đông á, lách qua người ta, đi xuống không cũng hết 2-3 phút. Chửi quá chửi rồi chị. Vậy đó anh, em phải canh nghe lối đi. Em đứng sẵn. Không được, đứng ngay lối đi thì lại cản trở lưu thông của người trong xe khi mà họ lên xuống xe. Em lúc mà xe họ chạy rồi đó, rồi họ chạy thì em từ từ em lết tới dần cái chỗ cửa xuống. Nguy hiểm cho cái người ngồi chung. Ví dụ mà em vô tình người thắt một cái két, em té, em lăn cuộn tròn, đè biết bao nhiêu người vậy đó. Nói chung là em không nên đi xe buýt. Không nên, bởi vì cái đó là phương tiện công cộng mà em nghĩ là nó rất là thuận tiện. Còn một điều nữa là cái vấn đề lên xe buýt là đôi lúc là cái điều làm cho mình khó chịu nhất á. Khi mà mình tìm được một cái chỗ an tọa rồi á thì mình cảm thấy là mình cuộc đời mình hạnh phúc rồi. Nhưng mà nhiều khi có những người là họ lên xe buýt nhưng họ không ý thức. Có một lần người ngồi kế bên Tường mà họ khạc nhổ trên xe buýt Tường, mà Tường cảm thấy nó rất là khó chịu luôn. Rồi có những người thì nói chuyện điện thoại rất to, làm Tường ngủ không được. Mình đi xe mình mệt, mình lên khi mình có được chỗ ngồi là mình muốn nhắm mắt mình ngủ một chút, nhưng mà họ nói chuyện to quá, nói chuyện điện thoại to quá. Nhưng mà đáng lẽ những cái lúc như vậy thì Tường nghĩ rằng là cái người xót vé đó, người ta phải nhắc nhở, nhưng Tường không hiểu sao người ta cảm thấy chuyện đó là chuyện bình thường. Giống như là cái sự ồn ào của cái chuyện mà xe lên, người xuống rồi mọi thứ là cái điều bình thường của xe buýt rồi. Mặc dù xe nó có máy lạnh nhưng mà cửa nó cứ mở ra mở vào liên tục, tại vì cứ đến mỗi trạm xuống thì
khoảng 5-10 phút nó có một cái trạm rồi, thì hình như họ cảm thấy chuyện đó bình thường, mà thường thấy mọi người mạnh ai nấy nói chuyện rất là lớn, không có một cái không gian nào yên tĩnh để nghỉ ngơi. Thay vì nếu như Tường nghĩ là đó là lên xe buýt như vậy mà những cái tuyến đường dài nó phải có một cái âm nhạc, giống như Tường đi những nước ngoài những cái chuyến xe mà xe bất cứ xe tàu điện ngầm, xe buýt, xe gì á là họ có nhạc nhẹ 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 đúng không, và người ta lên xe xuống xe cũng trật tự im lặng, lên trước xuống sau, lên trước xuống sau. Đằng này là Tường thấy là cửa nào tiện thì mình cứ lên, cửa nào tiện thì mình cứ xuống, rồi nói chuyện vô tư. Em thấy là ở trên xe buýt họ có quy định rõ ràng là có đường lên và đường xuống. Đúng. Lên thì lên cửa trên, xuống xuống cửa dưới. Nhưng em thấy có một số cá nhân á, họ giống như muốn làm cho nổi trội, mà nhất là mấy bạn tuổi hơi trẻ trẻ là hay làm cho trội lắm, là đi hay ngược với mọi người. Chứ không phải là làm cho trội đâu em ơi, mà tại vì họ không biết hay họ không ý thức cái chứ. Biết không chứ. Đâu làm cho trội. Tại vì chị thấy á, rõ ràng hồi mấy năm trước chị đi á, là không có phân biệt là cửa trước cửa sau gì hết trơn á, tiện cửa nào là lên và tiện cửa nào là xuống. Lý do là bây giờ ví dụ như em nó lên cửa trước đúng không? Đúng rồi. Thì khi mà xe đậu lại thì bà con đi đổ lên cửa trước, lên cửa trước nhưng mà người ta đứng đã kín hết trơn rồi thì họ đành phải đứng lại chỗ đó luôn, chứ họ không có đi vô trong được, tại vì nó đầy xe đầy rồi thì họ đứng đó. Nhưng mà tới cái cửa kia họ lại người xuống trước thì làm sao họ len qua hết cái đám người này để mà họ đi xuống cửa này, cho nên dừng lại thì họ lại tiếp tục xuống cái cửa thì đó cái luôn. Trường hợp đó là cái trường hợp giờ cao điểm, còn cái giờ thấp điểm thì quá là dễ đúng không, rất là rộng rãi, người ngồi nó cũng thoải mái. Theo dõi thêm một đoạn clip nữa để xem là thái độ và cách cái ý kiến trên xe buýt nó như thế nào. Dạ, xin mời. À, em có đi xe buýt, đi xe buýt thì những trường hợp thực sự em gặp là móc túi nè, rồi cãi lộn là mồm trên xe buýt vậy. Cái điều mà đáng buồn nhất đó là nhiều khi người ta không có nghĩ tới người khác mà ta nghĩ tới chính mình thôi. Và nhất là những người trẻ đôi khi lại không có tôn trọng những người lớn tuổi, bậc cha bậc mẹ của mình, mà chỉ biết là những cái điều gì để làm cho mình cảm thấy thoải mái cá nhân mình mà quên mất là mình còn phải nghĩ tới người khác, quan tâm người khác. Một lần em xe buýt thì có hai vợ chồng già lên xe buýt, nhưng mà kiểu hết chỗ gì rồi đó, buổi sáng người ta làm rất là nhiều mà không ai nhường chỗ hết. À, em có nhường mà chỉ nhường được một chỗ thôi. Ở những nơi công cộng thì chúng ta cần phải tế nhị những người xung quanh, không được nói quá lớn hay quá ồn để cho những người khác, để họ có không thoải mái không gian riêng của mình. Để biến những cái thời gian mà mình có mặt với nhau trên cái phương tiện đấy trở thành như là một cái mái nhà chung. Vấn đề là cái chỗ là mình có nghĩ tới người khác hay không, mình có tôn trọng người khác hay không, mình có dám là chịu một chút thiệt thòi để mang lại một cái gì nó ấm áp hạnh phúc cho những người chung quanh trong một khoảng thời gian tuy rằng là rất là ngắn ngủi. Đó, thấy chưa, tất cả mọi người đều có ý kiến riêng của mình, mà nói chung á là chúng ta nên kêu gọi một cái sự văn minh khi đi xe buýt, tại vì nó là nơi công cộng. Không hẳn là đi xe buýt không nữa, mà bất cứ mình ra đến cái nơi nào mà gọi là nơi công cộng thì mình cũng nên có một số những cái nguyên tắc chung, có những cái đối tượng mà mình ưu tiên. Đó, ở đâu mình cũng được dạy là bà bầu trẻ, bà mẹ trẻ em, người lớn tuổi là phải được ưu tiên, nhưng mà tại sao có những bạn lại không hiểu vấn đề đó? Đâu, có nhiều người họ nghĩ ngộ lắm, họ nói chứ trời ơi, đường tôi ngồi xa tới mồ mắt gì tôi phải nhường, mà thiếu gì người cũng thanh niên như tôi tại sao tôi phải nhường. Đó, cái suy nghĩ họ kỳ lắm, họ nặng với người khác rồi là thua luôn. Chúng ta sẽ theo dõi một tiểu phẩm sau đây, xin mời. Tình yêu trong lành nhất thế gian, nở cánh hoa mềm giữa tuyết lan, em đang lặng nghe tim mình lên tiếng, lên nhau hơi cô chiều mê. Chết mày nè, cái mắt tụng bồn tao hả? Thò nha. Rồi. Anh ơi. Sao anh? Em? Dạ, cho em hỏi đây là một chuyến xe buýt bến xe miền Đông đi bến xe miền Tây phải không anh? Đúng rồi em ơi. Dạ. Vậy nó có đi ngược lại từ bến xe miền Tây về bến xe miền Đông không anh? Có em. Chiều mình đi ha. Bánh đi. Ôi trời ơi, hư quá nè. Hết rồi, hồi vô thị mua cho em nữa nha. Trời ơi, đâu mà có trên đây mà hả? Lâu đài mắn tên tình ai, đón hai đứa chúng ta mà thôi. Em ơi dạ. Hello, how you?
hai đứa tao đang đi bến này à, nghỉ cuối tuần đi chơi vui vẻ quá trời luôn, mà thấy không, mọi người trên xe ai cũng vui. Chị nhìn vui tính ghê luôn. Bác Tài ơi, vui lắm, Tài cười cho bạn em coi nè, gặp gặp bác Tài luôn nè, ra nói chuyện bạn em nè anh. Em ơi, lịch sự xíu đi. Chết, đang trên xe chứ đâu đó, qua đi đang nắng chết luôn nè. À, quay. Sao mình ngồi đây? Ngồi xe biết đâu? Ê, xe biết. Em ơi, xe biết đâu em? Ủa chị, em thấy nó có một cái điều kỳ kỳ. Cái điều kỳ? Sao mới cảnh cảnh trước là đang ở trên xe mà cảnh sau là nhảy xuống dưới luôn rồi? À, tại vì cái văn hóa trên xe buýt á đẹp quá cho nên là bị người ta quăng xuống đường. Ủa? Chứ ví dụ như văn hóa, em nghĩ là văn hóa như thế nào đi chăng nữa thì người ta cũng đã trả tiền rồi thì người ta phải được đi chứ. Đâu có được. Em trả nhiều quá ha, đi xe buýt đâu có nhiêu tiền, mà xe buýt là xe công cộng. Hiểu không? Nó phải em thuê một mình chiếc xe đó chở mình em đâu. Xe công cộng là phục vụ rất là nhiều người. Mình lên đó mình phải có những cái quy định của cái nơi công cộng. Đó là cái văn minh khi mình đi xe buýt, phải không? Văn minh trong văn hóa ứng xử. Nơi đông người mà em làm như chốn không người, có hai người gì thì mọi người nhìn thấy em giống như là nó ta nổi da gà hết trơn. Người ta phải tiễn em xuống chứ. Lẽ bao nhiêu người trên xe buýt phải chịu đựng hai con người đó. Đúng rồi. Nên thôi thôi cho họ xuống đường đi cho nó dễ. Ồ, em mà như cái cô xót vé thì em nghĩ là em nên ngồi ở giữa hai người đó luôn. Hoặc là em tách ra em cho ngồi ghế riêng, hoặc là người đứng người ngồi. À, cô gái ngồi trong, mười cái cô xót vé ngồi đây và cái chàng trai sẽ đứng. À vậy hả? À, em nghĩ vậy thôi. Ừ, nhưng mà rất tiếc em không phải là người xót vé. Nhưng còn nhưng một điều nữa, mình bàn một điều nữa. Mấy ông tài xế lấy xe buýt lấy ẩu lắm. Chính xác, ẩu mà ngầu nữa. Ông nghĩ ông lớn á, ông nghĩ là ông mấy thằng sơn lé đó, mấy thằng xe lớn ông ép xe người ta, ông chạy lấn tuyến lấn độn phan phan, tại xe buýt là tuyến đường ưu tiên. Cho nên là mấy ông nó chạy sợ lắm. Yeah. Mà mình ngồi trên xe buýt mình thấy vậy mình cũng ngán nữa. Cho nên là để cho bà con mà an toàn, yên tâm khi đi xe buýt thì cũng đề nghị những đồng chí tài xế xe buýt chạy xe phải đúng luật giao thông. Đây là thực tế luôn, là một thực trạng luôn á. Cho nên là mà cái người bị ép nhiều nhất là những người đi xe nhỏ hơn. Đúng rồi. Mà ở thành phố mình thì có xe nào bự hơn xe buýt không? Đúng rồi. Yeah, có nghĩa là anh xe buýt anh làm chủ thiên hạ đó, hiện tại anh làm bá chủ trên đường giao thông luôn đó. Mập ghê mà còn sợ mấy ảnh, mà mấy anh bự quá trời mà không sợ sao được. Thôi bây giờ cho nên đúc kết lại là một cô nàng diễn viên thân hình rất là nhỏ nhắn xinh đẹp. Dạ. Ngày hôm nay sau khi đã trải nghiệm một chuyến xe buýt đến phim trường để quay ghế nóng thì bạn cho phát biểu vài cái cảm nghĩ, và bạn theo như bạn nghĩ thì chúng ta có nên đi xe buýt hay không, và cái văn hóa khi lên xe buýt sẽ như thế nào, xin mời bạn. Xong gần hơn 10 năm thì mình thấy là xe buýt có những cái thay đổi rất là tốt về mặt cơ sở vật chất hạ tầng nè, rồi xong cả cái cách phục vụ của nhân viên. Theo em thấy nha, là nếu như mà chúng ta tranh thủ được thời gian và xác định được cái điểm đi và điểm đến của mình thì mình nên đi cái phương tiện giao thông công cộng, bởi vì tiết kiệm nè, tiện lợi nè, tránh ô nhiễm môi trường. Chúng ta khi mà tham gia cái phương tiện giao thông công cộng là xe buýt, tất cả miễn ai có dính tới xe buýt, ví dụ như là cả tài xế, người nhân viên bán vé trên xe buýt, những người tham gia đi xe buýt đều nâng cao ý thức, một cái sự ý thức, một cái văn minh của mình để chuyến xe buýt trở thành một cái phương tiện công cộng gần gũi và thân thiện đối với người dân. Và hẹn gặp lại Tuyền ở một chuyên đề khác hấp dẫn hơn nữa. Và ngày hôm nay cũng cảm ơn quý vị đã theo dõi chuyên mục Ghế Nóng, và Cát Tường và Tuyền xin tạm biệt, hẹn gặp lại quý vị. Xin chào. Xin chào.